Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và tiếp tục một cái clip quay quân trang tiếp theo. Thì lúc chiều thì mình đã quay cái tài khoản của bạn, cái bạn mà thường xuyên mình hay làm clip quay quân trang ấy, bên server miền Bắc 1 ấy. Thì thật sự quay rất là đen luôn. Và lần này thì cũng đã có một bạn inbox để nhờ mình quay bên server miền Nam 2. Có cái tên nhân vật là Alone. Theo như mình được hiểu có nghĩa là cô đơn đấy. Rồi, và để chứng minh được cái điều mà mình không hề nhỏ, không như cái clip lúc chiều, thì hôm nay mình sẽ cố gắng làm sao để đỏ nhất có thể luôn, để chứng minh được cái điều mà mình không hề lúc nào mình cũng có thể nhọ được. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đập hộp cái khẩu súng AK VIP AK-47. Cũng khá là may mắn khi trong ngày mình được hai lần đập hộp cái khẩu súng này. Rồi, mình sẽ tiến hành nạp S-coin cho bạn này. Rồi, bạn ấy có nạp và sẵn 200 kim cương rồi hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ nạp vào nốt 4.800 kim cương còn lại, phải không nhỉ? Đúng luôn. Nó hơi lẻ một chút nhưng mà cũng nhanh thôi. Đây, 2.000 kim cương trước này. Rồi, ok. Thì sau khi mình nạp xong thì mình đã nhận được cái khẩu VIP Dragon AK-47 rồi. Nạp nó hơi lâu một chút cho nên là mình cắt đi một đoạn. Với lại đề phòng và tránh cái trường hợp gọi là âm thanh của mình lại trước cái hình ảnh nên nó hay bị lỗi cái đoạn này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ ok, và lần này thì bạn Alone có cái nickname Facebook là cái gì nhỉ, Đặng Quang Huy phải không nhỉ, có nhờ mình quay quân trang cho bạn ấy. Thì trước khi quay thì mình sẽ phải vào trong cái mục trang bị này, mình sẽ mua cho bạn ấy thêm hai cái ô đạo cụ này. Một ô đầu tiên, tiếp tục ô thứ hai, 620 kim cương, và đã làm mất hơn 1.000 kim cương rồi cho cái hai ô này rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với cái số kim cương này, mình sẽ quay được 9 lần cộng thêm 2 lần free nữa. Sự kiện thì lúc chiều mình đã có thông báo rõ cho các bạn rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành quay luôn phát đầu tiên, phát free đầu tiên. Nào, ra khẩu gì đây? Free có được khẩu súng ngon đâu nhỉ? Yes. Các bạn thấy chưa? Mình quay phát là phải đỏ ngay. Đâu có phải lúc nào mình cũng đen đâu. Rồi, tuyệt vời. Ô, ngon. Được thêm khẩu Mari nữa. À quên, được thêm con Mari này. Bạn đây tài khoản bạn này chưa có Mari luôn. Thật sự là quay được cho bạn này nhưng mà mình lại cảm thấy có lỗi cho bạn kia. Thật sự cái clip hồi chiều mình quay cực kỳ đen luôn. Rồi, thật sự free mà được như thế này thì ai chẳng muốn đúng không? Mình sẽ mặc định luôn. Rồi, quay luôn phát free thứ hai đi, đang đỏ mà. Nào, khẩu gì đây? Rồi, Vision rồi, một khẩu súng là VIP nhất nhì tập kích rồi. Ai cũng rất muốn sở hữu nhưng mà đâu phải ai có thể sở hữu được đâu. Rồi, 3 mảnh Black Knight, 2 mảnh Dragon AVK. À quên, 2 mảnh Dragon AK-47. Trước khi quay tiếp thì mình sẽ vào trong cái mục cửa hóa xem kho đồ bạn ấy đã. Ô, thanh niên này quay full vòng lấy Demon Bow này, vãi trưởng. Rồi, khẩu Dark Knight. À, mới được 18 mảnh thôi. Lên sáng 1 rồi. Rồi, khẩu này được bao nhiêu mảnh rồi? Chưa có mảnh nào luôn. Cần 2 khẩu này thì mới năng lực lên sáng, à năng lực lên level 9 chứ. Rồi, nhìn chung thì súng mặn này cũng khá là yếu nhỉ, VIP 17 thôi nhưng mà súng thật sự cũng khá là yếu luôn. Rồi, mình sẽ vào mình khám ngọc trước đi. Ok, mình sẽ ghép. Rồi, bạn này có tích có tích danh dự không? Chắc là tích ấy, nhưng mà mình vẫn phải hy sinh bạn ấy một lần x1 con trăng bé nhá, 258 danh dự nhá, để mang về cái may mắn cho mình hơn. Rồi, quay lượt phát thứ ba, có gì nào? Ra đi bạn ơi. A đục Evil AK-47 ạ. Titan M4A1. Rồi, lại khẩu shotgun rồi. Mình bị ám ảnh cái khẩu này. Rồi, thêm 4 mảnh striker. Rồi, còn 6 lần quay để xem nào. Mình sẽ dùng cái thủ thuật gì đi. À, mình sẽ vào, đúng rồi, mình sẽ test luôn cái bộ đôi dòng poison này để xem nó bắn như nào nào. Thêm nhanh, bắt đầu. Rồi, ôi, 3 lần quay nhưng mà mình thấy cái lần quay đầu tiên nó cũng khá là may mắn rồi, mặc dù là 2 lần quay sau đều xịt cả hai. Đây, thanh niên này có vậy là có đủ luôn set nhân vật hiếm rồi, có Kelly, có Mary các kiểu luôn rồi. Máy mình quay clip nó lag quá, vẫn quên chưa cài lại nút. Bắn đi. Không quen bắn, mình không quen bắn cái theo dõi này. Mình bắn gà lắm.
chưa cài nút, khó bắn quá. Có lục này bắn nó không có hiệu ứng các bạn ạ. Cái này các bạn chỉ cần nạp bất kỳ thôi, nạp một cái thẻ 10.000 các bạn cũng có thể nhận được khẩu lục MyColor này, khẩu lục có màu sắc trông khá là bắt mắt. Ngoài ra nó cũng chẳng có cái hiệu ứng gì cả, không có hiệu ứng đặc biệt. Bắn đi ơ. Đấy nhá, đấy. Nói chung là nó cũng như cái khẩu lục DE khác thôi. Ok, mình sẽ thoát ra đi. Quay tiếp nào, không để cho anh em đợi lâu nữa. Rồi. Phát quay thứ tư này, hy vọng rằng là sẽ mang về một cái khẩu súng nó thật sự nó may mắn hơn một chút. Rồi, mình sẽ quay luôn đi. Nào, quân trang đâu? Quay phát thứ tư. Ấn rồi mà. Vãi trưởng. Rồi, một khẩu Deck Knight. Quá tuyệt vời. Lần này, sự kiện lần này bạn này nhận được khá là nhiều mảnh Deck Knight luôn, 18 mảnh, với lại không biết là lúc nãy mình được bao nhiêu mảnh nữa, không nhớ nữa. Evil 3Z. Xem khẩu Deck Knight bạn ấy đã lên được sáng bao nhiêu rồi. Đây. Ui, 42 mảnh, chắc là nâng được lên 19 đấy. Để bạn ấy tự nâng đi, mình không mình cũng không không đụng vào. Rồi, thì để xem cái vòng quay Hezo. Rồi, thanh niên này quay full vòng rồi. Hèn gì. Mình sẽ khám ngọc nhá. Ghép hết. Rồi. Phát cái tiếp theo đi, đang may mắn mà. Mình đợi khẩu này sáng mình quay nhá. Nào, khẩu Gatling Gun Dragon, quay luôn. Khẩu gì đấy? Ra nào. Úi xời, đợi khẩu này sáng được khẩu Gatling Gun luôn. Đúng rồi, anh VTC luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ cho mình mà. Ủa lại G36 ạ, vãi trưởng. Ui 2, 4, 6, 7 7 cái viên ngọc liên tiếp luôn. Đùa nhau à? Khiếp thật. Rồi, cái này mình lại phải hy sinh một lần quay x1 con trang bé thôi. Quay luôn. Rồi, quay phát tiếp theo nữa, khẩu gì nào. Ôi lại Gatling Gamma, đùa nhau. Nhưng bạn vừa phải thôi, quay người ta quay một lần thôi, người ta không muốn hai lần đâu. Rồi 4 mảnh Dragon, mình tưởng được súng cơ. Rồi 4 mảnh đua đe. Đèn thế, mình sẽ vào trong mục clan đi. Rồi mình sẽ vào trong cái cống hiến clan này. Ôi ông này sao nhiều vật liệu mà sao không cống hiến nhỉ. Cống hiến luôn, đấy. Cống hiến luôn, rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay nhá. Rồi, quay quân trang luôn. Úm ba la, khẩu gì đây? Quay luôn đi, không để cho các bạn mất thời gian nữa. Rồi, một khẩu thật trai của Dragon nữa. Cũng khá là may mắn rồi. 3 mảnh Storm gần ai. 3 mảnh AVKP Dragon. Xem khẩu thật trai cơ đâu. Đây. Rồi lên level 8 luôn. Được bao nhiêu, 2 triệu được hưởng hóa, 2 triệu tư được hưởng hóa. Cũng hơi ít nha, không nâng được mấy khẩu này. Khẩu này lên được có 3 mảnh thôi. Ý, ông này hình như đang cần khẩu này lên 9 này. Nâng sẵn set rồi. Rồi. Thật sự kho đồ VIP 17 thôi, nhưng mà mình nhìn thấy nó khá là yếu. Toàn những khẩu súng sự kiện thôi, còn những khẩu súng huyền thoại kỵ sĩ thì chưa khẩu nào được, có mỗi khẩu Dark Knight lên sáng 1 thôi. Còn lại toàn dưới mức level 9. Có khẩu Gold Flash. Khẩu này thì sự kiện thì chỉ cần tích lũy được hóa năng lực sáng 1 thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục quay luôn đi, không để cho các bạn đợi lâu nữa. Quân trang này. Tiếp theo, khẩu gì đây? Nào ra nào. Adu Evil AK47 ạ. Rồi AA12 Evil. Rồi lại Evil. Cái lần quay này toàn súng Evil thôi. Mình cảm giác cái sự kiện lần này bị fix cái tỷ lệ ra súng rồi sao ấy. Tại vì mình thấy cái sự kiện lần trước quay dễ ra súng rồi rất là nhiều, nhưng mà lần này thì bị fix rồi. Tại vì do có nhiều bạn quay được súng quá. Nhiều bạn quay X1 thôi cũng được khẩu level 7. Mình thấy có một số bạn đăng ảnh khoe trên các group, cho nên là anh VTC thấy ghét, anh ấy fix thôi. Rồi mình sẽ quay phát cuối cùng này. Quay cuối cùng bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ quay một lần vòng quay này đi. Quay một lần duy nhất thôi. Accept à? Accept cũng được.
Rồi nhá, mình sẽ quay phát cuối cùng nhá. Đây, quay luôn, có gì nào? Úm ba là ra súng nào bạn ạ. Đấy, được đấy, khẩu đua đe luôn. Có gì ra nốt đi. Evil. Rồi, xem có đua đe nào. Cường hóa, đua đe đâu? Ông này không biết có đua đe chưa, có rồi này. Ờ, vậy là lúc trước thì khẩu này mới level bao nhiêu? Mới level 6 hay là level 5 ấy? Level 5. Ừ đúng rồi, level 5. Mình quay được khẩu level 7 nhưng mà nó lại được tặng thêm 10 mảnh nữa. Rồi, thì ok, clip này thì mình cũng vừa mới quay xong. Được, nói chung là cũng quay được quay 7 lần tính phí và 2 lần free là tổng là 9 lần. Và mình quay được một khẩu Striker này, một khẩu đắc này, một khẩu gì nha mình không nhớ nữa. Với lại đặc biệt là em nhân vật Mary, một cái nhân vật cực kỳ hiếm luôn, ai cũng muốn. Đây, thì ok, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Và nếu như thích cái clip này thì hãy ấn đăng ký kênh và like và cũng như comment ý kiến cho mình để giúp mình động lực và hoàn thiện hơn ở những clip sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào.